trở về một dải giang sơn. Trăng xưa hạc cũ, dòng sông lặng, mây nước yên bình. Thiêng mà dịch Bình Giả diễn ra cuối năm 1964 và kết thúc thắng lợi đầu năm 1965. Lần đầu tiên tổ chức một chiến dịch tổng hợp trên một địa bàn tương đối rộng, Tư lệnh Trần Văn Trà cùng quân ủy và Bộ Chỉ huy miền đã phát huy có hiệu quả quả đấm chủ lực bên cạnh hoạt động của bộ đội địa phương và du kích, đánh điểm, diệt viện, diệt gọn từng đơn vị cấp tiểu đoàn, chi khu, bắn rớt hàng trăm máy bay chở quân, làm phá sản chiến thuật trực thăng vận, làm rúng động đầu não chỉ huy địch. Thắng lợi to lớn được một cán bộ lãnh đạo của đảng nhận định. Với trận ấp Bắc năm 1963, Mỹ thấy khó thắng ta. Với trận Bình Giả năm nay, Mỹ thấy sẽ thua ta. Dịp này Bác Hồ kính yêu cũng có thơ: Thành đồng trống thắng lay lầu trắng, Điện Biên Mỹ chẳng phải chờ lâu. Chiến dịch Bình Giả diễn ra đúng theo như kế hoạch của mình đã dự kiến, đã kéo được chủ lực của Ngụy vào khu vực đấy. Lúc đó là có thể nói rằng các tiểu đoàn biệt động quân, các tiểu đoàn thủy quân lục chiến và quân dù của Ngụy là những tiểu đoàn sừng sỏ, và nó dùng để nó đánh mình là khá mạnh và rất là ác độc. Cho nên là đã kéo được những tiểu đoàn đó tới Bình Giả. Và trong cái chiến dịch đó thì chúng ta đã tiêu diệt một lúc nhiều tiểu đoàn sừng sỏ đó của Ngụy, có cả tiểu đoàn biệt động, có cả tiểu đoàn thủy quân lục chiến, và có cả quân dù. Đồng thời cũng đã tiêu diệt từng chi đoàn, cả chi đoàn thiết giáp của địch. Cho nên có thể nói rằng cái chiến dịch Bình Giả là một cái chiến dịch hết sức là rúng động đối với Ngụy. Và Mỹ thấy rằng là nếu mà tiến hành chiến tranh theo cái kiểu như thế này thì có thể quân Ngụy không chịu nổi. Lúc này Thượng tướng Trần Văn Trà, mà chúng tôi hay gọi là anh Tư Chi hoặc là anh Ba Trà, là tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự miền. Cho nên là trong cái việc xây dựng lực lượng cũng như trong việc chọn chiến trường và chuẩn bị chiến trường và chỉ đạo chiến dịch đến thắng lợi thì anh Trần Văn Trà đóng vai trò rất là quan trọng. Trung ương Cục và quân ủy miền thống nhất là chọn chiến trường ở miền Đông Sài Gòn, ở phía Đông Sài Gòn. Mà phía Đông Sài Gòn tức là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một phần đó tỉnh Long Khánh và Bình Thuận. Chúng ta có khó khăn, nhưng mà do khó khăn như vậy cho nên khi chúng ta chuẩn bị có đầy đủ lương thực rồi thì đó là một cái bất ngờ đối với địch. Mà trong chiến tranh, nếu mà chúng ta giành được cái bất ngờ thì đó là một cái điều kiện để chiến thắng. Chiến dịch Bình Giả có thể nói là đánh dấu một cái bước phá sản mới của chiến lược chiến tranh đặc biệt. Trong mấy tháng đầu năm 1965, Tư lệnh Trần Văn Trà đề nghị quân ủy và Bộ Chỉ huy miền tiếp tục kiện toàn, tăng cường các đơn vị chủ lực. Anh yêu cầu các đơn vị khẩn trương nâng cao trình độ kỹ thuật chiến thuật để có thể hiệp đồng chặt chẽ giữa bộ binh và pháo binh, có thể đánh địch phòng ngự trong công sự vững chắc, có thể đánh dài ngày
đánh cả ban đêm và ban ngày. Tiếng súng mở đầu chiến dịch Đồng Xoài nổ rang vào tháng 5 năm 1965. Và tin vui chiến thắng Đồng Xoài mang lại niềm vui lớn cho quân dân miền Nam, quân dân cả nước. Niềm vui lớn chất chứa trong câu ca mộc mạc của người dân: ai về sông bé Phước Long còn nghe vang dội chiến công Đồng Xoài. Chiến thắng Đồng Xoài đánh dấu sự cáo chung cái gọi là chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Từ bên kia đại dương, với bản chất ngoan cố hiếu chiến, Tổng thống Mỹ và giới cầm quyền ở Tòa Nhà Trắng quyết định đưa quân Mỹ sang trực tiếp tham chiến. Dưới cái sự chỉ huy chỉ đạo của Bộ Chỉ huy miền, của Đảng ủy Quân sự miền, Thường vụ Trung ương Cục, nhưng mà độc trực tiếp là Thượng tướng Trần Văn Trà. Từ cái trận đánh Mỹ đầu tiên, bùa vàng đầu tiên, các đồng chí thấy đấy, thì chính là anh Trà lúc đó là đi với chúng tôi, đi theo với chúng tôi cho đến Trang Sơn Ti Ti, cho đến suốt cái sau này. Mà phải nói là anh Trà là một cái tướng tài toàn diện. Tiếng kèn chiến thắng vang vang, đó cũng là tiếng kèn thúc giục quân dân miền Nam thừa thắng xốc tới, giành thắng lợi to lớn hơn nữa. Năm 1965, sư đoàn bộ binh đầu tiên của miền được thành lập, mang phiên hiệu Công Trường Chính. Tư lệnh Trần Văn Trà giao nhiệm vụ cho sư đoàn phải đánh thắng trận đầu, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, càng đánh càng mạnh, sẵn sàng cơ động, đã đi là đến, đã đánh là thắng. Tiếp theo là sự ra đời của sư đoàn bộ binh 5, sư đoàn bộ binh 7, trung đoàn pháo tên lửa tầm gần 724 và một số đơn vị binh chủng kỹ thuật khác. Ba thứ quân đều đánh giỏi, đánh mạnh, trẻ già trai gái đều nô nức tham gia đánh Mỹ. Một thời kỳ thật sôi động, người người là dũng sĩ, ra ngõ gặp anh hùng. Từ trận đầu đánh thắng quân Mỹ ở Bầu Bàng, Dầu Tiếng đến trận pháo kích sân bay Biên Hòa lần thứ 2, lần thứ 3, trận Lộc Ninh, chiến công nối tiếp chiến công. Bác Hồ kính yêu lại có thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ: mừng miền Nam rực rỡ chiến công, nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Pleimer, Đà Nẵng. Các viên tướng 3 sao, 4 sao chỉ huy quân viễn chinh Mỹ ở miền Nam không ngớt bị choáng váng vì những đòn bất ngờ của quân giải phóng, dẫn đến những thất bại hết sức nặng nề cho chúng. Cảnh cách chức, triệu hồi, kêu cứu không chỉ diễn ra một lần. Sau khi đánh được cái chi khu Đồng Xoài, ta tiêu diệt được địch ở đấy, chiếm lĩnh, thì có thể nói rằng là quân Ngụy hết sức rung động và rất sợ. Tôi còn nhớ cái lúc đó là một cái số loạt các cái đồn bót ngay ở Củ Chi, xa Đồng Xoài như thế mà quảng hốt rút bỏ chạy. Như thế nghĩa là cái chiến dịch Bình Giã tiêu diệt một lúc nhiều tiểu đoàn, chiến dịch Bình Xoài tiếp tục tiêu diệt các cái tiểu đoàn của Ngụy ngoài trời, đồng thời đánh được cái công sự tương đối kiên cố, thì coi như là cái chủ lực của chúng ta đã trưởng thành một bước tương đối là quan trọng, và có thể là làm cho Ngụy là rất là lo sợ, nhiều nơi lực lượng tan rã. Và chính vì thế, cộng cái chiến dịch Bình Giã, Đồng Xoài, rồi ở phía Trung Bộ có cái Ba Gia tiếp theo, đồng thời thì lại ta pháo kích mà tiêu diệt một lúc nhiều máy bay của địch ở sân bay Biên Hòa và sân bay Pleiku. Thế là Mỹ hoảng hốt lên, thấy rằng cái chiến tranh đặc biệt không thể có kết quả. Vì thế cho nên đó coi như cái mốc để mà nó chuyển qua cái chiến tranh cục. Quân viễn chinh Mỹ phải nhảy vào cứu nguy cho quân Ngụy, trực tiếp giáp mặt với quân giải phóng miền Nam trên chiến trường trong từng trận đánh. Chúng ồ ạt đổ quân vào, hùng hổ như vào chỗ không người. Minh khí, kỹ thuật, phương tiện chiến tranh cũng được ồ ạt tuồn vào. Chiến lược chiến tranh cục bộ bắt đầu được quân Mỹ triển khai.
là vị chỉ huy cao nhất của các lực lượng vũ trang giải phóng, Tư lệnh Trần Văn Trà cùng các đồng chí lãnh đạo chỉ huy khác phát động toàn quân toàn dân quán triệt quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thấm nhuần chân lý thời đại không có gì quý hơn độc lập tự do do Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra. Trên cơ sở đẩy mạnh phong trào toàn dân đánh giặc, từng người, từng đơn vị, từng địa phương sáng tạo ra cách đánh có hiệu quả nhất. Bao nhiêu tướng tá cố vấn quân sự Mỹ ở miền Nam tiêu nghiễu lắc đầu ngao ngán. Đến nay, dù hơn 3 thập kỷ trôi qua, những ngày tháng hào hùng của cuộc ra quân lịch sử này vẫn còn động lại trong chiều sâu ký ức và tâm hồn những người cầm súng năm xưa. Ôi quên sao được những ngày tháng hào hùng ấy. Từ cơ quan bộ chỉ huy miền đến các đơn vị chiến đấu, không khí xuống đường làm ngây ngất lòng người. Cô văn công giải phóng múa hát say sưa mừng các anh chiến sĩ vừa liên tiếp đánh bại hai mùa khô phản công chiến lược của quân Mỹ, nay sắp sửa vào trận mới giành thắng lợi to lớn hơn. Và món quà xuân các má, các chị, các em trao tận tay các anh cùng bao thương mến tin tưởng gửi gắm trong đó. Anh cũng hòa vào niềm vui chung của mọi người, dù tâm trí phải tập trung vào việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước sắp diễn ra nay mai. Anh góp công sức lớn trong việc nghiên cứu hình thái chiến trường, xác định chủ trương, lập kế hoạch tác chiến và được cử ra Hà Nội trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Anh ta lại được cử vào miền Nam đảm nhiệm cái chức vụ quan trọng là tư lệnh lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Mà chính vào cái lúc ấy đó là Trung ương cũng phái anh Nguyễn Chí Thanh vào Nam với tư cách là phái viên đặc biệt của Bộ Chính trị bên cạnh Trung ương cục quân ủy miền. Thì anh ta đã hợp tác rất chặt chẽ với anh Nguyễn Chí Thanh. Và cái điểm nổi bật đó là đã cùng nhau kiên trì cái chủ trương đi đôi với phát triển chiến tranh du kích đó, thì đẩy mạnh hơn nữa cái thành lập quân chủ lực từ tiểu đoàn lên trung đoàn và từ hai trung đoàn lên đến ba sư đoàn. Chính nhờ cái chủ trương mà kiện toàn phát triển chủ lực ấy mà lúc đó nó có những cái cuộc thảo luận cực kỳ là sôi nổi và kéo dài đấy. Nên thành lập chủ lực hay là nơi không nên thành lập chủ lực, thì anh ta và cùng anh là chỉ thấy là kiên trì thì thành lập chủ lực đi đôi và phát triển chiến tranh du kích. Nhờ đó mới có những cái trận lúc đầu là cái trận Bình Giả nổi tiếng, rồi đến các cái trận Đồng Xoài, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, và đã đánh bại hai cuộc phản công chiến lược của quân Mỹ, rồi đặc biệt là đánh bại thì cái cuộc tấn công cái chiến dịch mà Johnson City. Ta cứ nhớ những trang rất là oanh liệt đó, mang tính là hùng sử quân đội, thì là đầu tiên ta mở chiến dịch Bình Giả năm 64-65, tiếp đó ta mở chiến dịch Đồng Xoài, tiếp đó là ta đánh Mỹ phản công lần thứ nhất, cho đến đánh Johnson City, đến đánh chiến dịch Vĩnh Huệ,
trên cả cái địa bàn của miền Đông này quần lên như thế, vai trò của ông tư lĩnh B2 ta như thế nào? Anh Ba Dưỡng cũng thường nói là tư lĩnh chiến trường là những người sát đối với địa bàn lắm, cho nên nghiên cứu, phải nghiên cứu kỹ những chính kiến của các đồng chí tư lĩnh ở địa bàn. Anh Trà tôi cho rằng là cái sáng của anh ở đó. Trong khi ta có hai trung đoàn bộ binh thôi, nhưng mà anh dám mở chiến dịch Bình Giã. Lần đầu tiên, một tỉnh cách Sài Gòn không xa, mà lại là ở cái vùng căn cứ chiến khu D giáp với căn cứ Dương Châu, ta đã giải phóng hoàn toàn một tỉnh rất đẹp. Và cái đó tạo thế uy hiếp rất là lớn đối với Sài Gòn. Do đó mà Thiệu nói thế nào? Hò hét rất dữ, phải tái chiếm, phải bằng mọi cách. Và nhà thờ lớn thì thúc chuông liên hồi, đổ chuông liên hồi, rồi Thiệu cho treo cờ tang, hậm hực rất dữ, mục đích dọa với quan thầy Mỹ nếu không cứu vãn tình thế và viện trợ thêm thì sẽ bi đát đối với chúng nó. Nó thúc như thế, nhưng ta nắn gần được thằng Mỹ chỗ này. Cho nên khi chiến thắng đó rồi, đã có một cái từ rất hay vào lúc đó, là cơ quan nghiên cứu của ta đó, nhất là cơ quan tình báo, đây là một cuộc trinh sát chiến lược.